Xin kính chào quý vị khán giả. Thiên Kim chào mừng quý vị đến với bản tin du học New Way Education với chủ đề Ngành trí tuệ nhân tạo đón đầu xu hướng khác nhân lực toàn cầu trong tương lai. Chương trình được đăng tải trên website www.newway.vn và kênh YouTube Du học New Way Education. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence hay còn gọi tắt là AI hiện nay đang là xu hướng phát triển công nghệ mới trên toàn cầu. Con người có thể phóng tầm mắt cao hơn, xa hơn, vượt ra khỏi giới hạn của khả năng bản thân bằng các thiết bị công nghệ mang tính ứng dụng cao. AI ngày nay được hiểu theo nhiều định nghĩa trong các sản phẩm thiết bị đời sống như robot hỗ trợ chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc người bệnh, robot tham gia dây chuyền sản xuất công nghiệp nặng nhẹ, tàu ngầm do thám không người lái, máy bay điều khiển từ xa với chương trình bay tự động, robot giúp việc nhà, bán hàng. Công nghệ AI trong nhận dạng của thiết bị di động thông minh thế hệ mới qua móng mắt, vân tay, khuôn mặt. Để tìm hiểu thêm về ngành học trí tuệ nhân tạo chuyên sâu hơn, chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi qua các điểm tin chính như sau. Chọn học ngành trí tuệ nhân tạo theo xu hướng toàn cầu mới. Yêu cầu tuyển sinh đặc biệt của các trường chuyên môn về AI tại các quốc gia phát triển. AI, ngành STEM khác nhân lực với mức lương khủng. Nhu cầu phát triển ngành trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Nói về ngành trí tuệ nhân tạo, thuật ngữ chuyên môn này ngày nay đã không còn quá xa lạ với giới trẻ, cũng như các chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, sáng tạo, công nghệ. Lĩnh vực nghiên cứu AI được ra đời trong một hội thảo tại Đại học Dartmouth năm 1956. Trường Đại học Dartmouth là một viện đại học nghiên cứu tư thục thuộc nhóm Ivy League dành cho cả nam lẫn nữ ở Hanover, New Hampshire, Hoa Kỳ. Trí tuệ nhân tạo được thành lập như một môn học thuật của khoa học máy tính, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. AI có khả năng bắt chước các chức năng nhận thức mà con người thường phải liên kết với tâm trí như học tập, nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Qua nhiều thập kỷ, AI đã có lúc bị dừng phát triển dự án đầu tư vì được xem là cuộc cách mạng công nghệ có nguy cơ gây ra thất nghiệp hàng loạt trên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã minh chứng được rằng phát triển trí tuệ nhân tạo giúp con người nâng cao đời sống hiện đại, tiến bộ, giảm thiểu thương vong và giảm tải sức người trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng và nguy hiểm như rà soát, tháo gỡ bom mìn, giải cứu con người trong những môi trường độc hại, thử nghiệm độ thiệt hại về sức người và của trong công nghiệp ô tô, máy bay, tên lửa, tàu ngầm, ngư lôi. Trong lĩnh vực y tế, trí tuệ nhân tạo góp phần rất lớn trong việc giúp con người tự giữ gìn sức khỏe qua các ứng dụng thông tin, hướng dẫn các bước thực hiện, liên hệ khẩn cấp, thăm khám chữa bệnh theo chuyên khoa đặc thù. Các công nghệ mới của AI còn giúp các trung tâm y khoa, các bệnh viện lớn hoặc các cơ sở y tế địa phương có thể quản lý khối lượng data thông tin bệnh nhân, lưu trữ bệnh án, chẩn đoán mầm bệnh, phương án chữa bệnh, thiết lập phác đồ điều trị giả định trên từng loại bệnh để đưa ra quyết định chữa trị, hoặc thiết lập nghiên cứu sản phẩm, chăm sóc trọn gói cho bệnh nhân. Giúp ngành y tế rất nhiều trong nghiên cứu khoa học ngành y và trong đào tạo chuyên môn cho các cán bộ đầu ngành. Mỹ là cường quốc đứng đầu ngành về phát triển khoa học công nghệ trên toàn thế giới. Để vươn lên vị trí số 1 này, các nhà khoa học cũng như các giáo sư chuyên môn đã trải qua những cuộc nghiên cứu gian nan, có cả thành công và thất bại, để minh chứng cho những học thuyết chưa ai dám làm và chấp nhận đánh đổi thử thách. Chính những quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục những góc khuất của khoa học tương lai mà đa số các giải Nobel thế giới đạt được đều là những nhà khoa học có tên tuổi đến từ Mỹ. Chẳng hạn, giải Nobel năm 2020 đã xướng tên những nhà khoa học người Mỹ như Andrew Gates, nghiên cứu vật lý, Jennifer Annie Doudna, nghiên cứu gen di truyền thuộc Đại học California Berkeley. Các trường đại học hàng đầu tại Mỹ nghiên cứu về lĩnh vực AI tiêu biểu như MIT, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Carnegie Mellon University, University of California Berkeley, Harvard University, Yale University, Cornell University. Yêu cầu tuyển sinh chương trình đại học về công nghệ và khoa học máy tính AI, GPA của 3 năm trung học tại Việt Nam, GPA từ 3.25 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 4, BTE, Duolingo được linh hoạt xem xét với mức điểm tương đương IELTS 6.5 để vào thẳng chương trình chính. Chứng chỉ học thuật SAT, ACT có thể được giảm lược để xét tuyển dễ hơn trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vì đây là ngành học cạnh tranh, nên nếu các bạn học sinh đã có sự chuẩn bị sẵn về các chứng chỉ học thuật này, thì đây là lợi thế để cho các bạn nộp xin xét học bổng, phỏng vấn từ bộ phận tuyển sinh của trường, thư đánh giá và giới thiệu từ các giáo viên bộ môn tại trường phổ thông trung học như toán, anh văn, khoa học, các giấy tờ hỗ trợ tài chính từ gia đình, hộ chiếu.
yêu cầu tuyển sinh chương trình thạc sĩ về kỹ sư điện và khoa học máy tính có liên quan đến AI, GPA đại học chuyên ngành IT khoa học kỹ sư điện từ 3.5 đến 4.25 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS TOEFL IBT PT được thay thế bằng bài test Duolingo thi online để dễ dàng nộp kết quả cho nhà trường hơn với yêu cầu tương đương IELTS 6.5 từ 7.0. Chứng chỉ học thuật GMAT GRE được xem xét miễn trừ trong chương trình sau đại học ở đại đa số các trường, hoặc các bạn sinh viên có thể đăng ký khóa Pre-Master Pathway để được miễn trừ yêu cầu này. Phỏng vấn từ giáo sư chuyên môn của khoa, thư đánh giá từ trưởng khoa hoặc giáo sư giám sát nghiên cứu, bài tự luận cá nhân của ứng viên, liệt kê kinh nghiệm nghiên cứu cá nhân hoặc nghiên cứu nhóm, các giấy tờ hỗ trợ tài chính từ gia đình, hộ chiếu. Ngoài ra, các bạn còn có thể chọn chương trình học chuyển tiếp để giảm lượng yêu cầu đầu vào cao của xét tuyển trực tiếp chính khóa. Các tập đoàn giáo dục quốc tế đào tạo lộ trình pathway này với yêu cầu đầu vào linh hoạt và học bổng cao như Tập đoàn tuyển sinh quốc tế Mỹ Shoreline, Tập đoàn quốc tế giáo dục Intu, Tập đoàn tuyển sinh quốc tế Navitas, Tập đoàn tuyển sinh quốc tế Study Group. Canada là quốc gia thuộc bộ phận Bắc Mỹ với nhiều thu hút dành cho du học sinh quốc tế đến học tập và cống hiến tại các vùng phát triển công nghệ cao và kinh tế trọng điểm như Waterloo Kitchener thuộc tỉnh bang Ontario, Vancouver thuộc tỉnh bang British Columbia, Calgary thuộc tỉnh bang Alberta và các tỉnh bang khác như Quebec và Saskatchewan. Các trường đào tạo ngành AI Robotics, bậc đại học và thạc sĩ tại Canada cũng có yêu cầu đầu vào tương tự như tại Mỹ. Tuy nhiên, với chính sách visa ưu tiên dành cho du học sinh quốc tế đến từ Việt Nam, Student Direct Stream SDS đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh sinh viên tiếp cận môi trường học quốc tế tại Canada đúng chuẩn, yêu cầu đầu vào nhẹ nhàng hơn với chi phí học tập tiết kiệm hơn. Các bậc học linh hoạt như cao đẳng nâng cao, chứng chỉ sau đại học là những bước đệm để các bạn tích lũy kiến thức nền và kỹ năng thực hành tốt, cơ hội trải nghiệm thực tập tại các nhà máy, dây chuyền sản xuất công nghiệp tự động, nghiên cứu, ứng dụng AI cùng các giáo sư chuyên môn cao trước khi chinh phục tấm bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành. Các trường đại học cao đẳng hàng đầu tại Canada nghiên cứu về lĩnh vực AI Robotics tiêu biểu như University of Waterloo, University of Toronto, University of British Columbia, Queen's University, York University, University of Alberta, Ontario Tech University, Conestoga College, Algonquin College, St. Clair College, Centennial College. Đối với Úc, là quốc gia nằm ở phía nam bán cầu, với những đặc thù về vị trí và tài nguyên khác biệt, công nghệ AI góp phần không nhỏ trong việc phát triển kỹ thuật ươm giống cây trồng và thu hoạch đạt năng suất cao trên nền tảng phát triển về nông nghiệp và chăn nuôi địa phương. Các trường đại học top tại Úc nghiên cứu về lĩnh vực AI, kỹ thuật công nghệ cao cũng có những phần yêu cầu tuyển sinh giống Mỹ và Canada. Các trường tiêu biểu như The Australian National University, The University of Melbourne, Monash University, The University of Adelaide, The University of Queensland, The University of New South Wales, Western Sydney University, La Trobe University, Deakin University, University of Wollongong, Griffith University, Flinders University, RMIT University. Singapore là viên ngọc sáng tại Đông Nam Á, không chỉ được biết đến là con rồng châu Á với nhiều tiềm lực hùng mạnh về công nghệ và kỹ thuật cao, mà còn là nơi đào tạo ra những trí tuệ siêu cường, nghiên cứu những phát minh lớn, hợp tác với các quốc gia công nghệ khác để hình thành những dự án lớn, vĩ mô cho các chính phủ và doanh nghiệp đầu tư toàn cầu. Yêu cầu để vào chương trình đại học ngành AI tại Singapore cần có IELTS 6.0 và SAT tối thiểu 1250. Đối với bậc thạc sĩ, ngành này đòi hỏi phải có GPA đại học chuyên ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, điểm cao là giỏi trở lên, có nền tảng vững chắc về toán học và tin học, cùng kinh nghiệm 2 năm làm việc trong khối ngành liên quan. Một số trường tại Singapore đào tạo ngành này như Nanyang Technological University, NTU, Singapore University of Technology and Design. Trí tuệ nhân tạo ngày nay dần đưa thế giới tiến vào xã hội thông minh, hiện đại. Từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chúng ta đang tiến dần đến xã hội 5.0 siêu thông minh với các tiện ích.
Con người và sự vật có thể tương tác cùng nhau tại thế giới không gian ảo để rút dần khoảng cách địa lý và hạn chế tiếp xúc, giữ an toàn khoảng cách xã hội trong thời điểm hiện tại. AI là một trong những ngành STEM cần nhân lực dồi dào tại các quốc gia trên toàn thế giới. Vì vậy, các bạn học sinh sinh viên đam mê ngành khoa học nghiên cứu này đang nắm giữ những chìa khóa vàng của cánh cửa công nghệ tri thức sáng tạo đầy triển vọng. Các ngành học chuyên môn liên quan như kỹ sư tin học, kỹ sư chế tạo robot, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, vận hành dây chuyền sản xuất công nghệ cao, kỹ thuật viên chế tạo và điều khiển thiết bị hỗ trợ y tế trong siêu âm đầu dò, camera phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh, kỹ sư phục dựng hình ảnh hậu kỳ trong công nghiệp điện ảnh, kỹ sư công nghệ thiết kế phần mềm thiết bị di động thông minh, điều khiển tra cứu thông tin bằng giọng nói bởi trợ lý ảo như Apple Siri, Google Assistant, Alexa của Amazon, Bixby của Samsung, Cortana của Microsoft. Turing Hoa Kỳ đánh giá kỹ sư trí tuệ nhân tạo và máy học là những ngành nghề có triển vọng phát triển và mức lương cao nhất. Cụ thể, trong vòng 5 năm qua, ở Mỹ, mức lương trung bình cho kỹ sư trí tuệ nhân tạo là 136.000 đô la Mỹ một năm. Theo sau, mức lương trung bình hàng năm của kỹ sư robot là 85.000 đô la Mỹ một năm. Với sự đầu tư mạnh mẽ của các chính phủ trên toàn cầu vào lĩnh vực AI, góp phần nâng cao nhận thức về biến chuyển một nền tảng xã hội có trật tự hơn và quản lý tốt hơn bởi công nghệ. Thế hệ trẻ tại các quốc gia đang góp phần trong việc cống hiến sức sáng tạo và sức trẻ cho các dự án lớn nhỏ trên khắp các diễn đàn và hội thảo khoa học chuyên ngành. Các chính phủ cũng tạo điều kiện và thời gian cho các nghiên cứu sinh cùng phát triển dự án nghiên cứu AI lớn tại các quốc gia thông qua các luật định và cấp giấy phép thực tập hoặc làm việc từ 2 đến 3 hoặc 4 năm trở lên theo quy định tại mỗi quốc gia như Post-Graduation Work Permit tại Canada, CPT OPT tại Mỹ, Visa 485 TR tại Úc. Kính thưa quý vị, thông tin về ngành học trí tuệ nhân tạo AI cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Công ty New Education rất hân hạnh đồng hành cùng quý vị và các bạn trong quá trình thực hiện hồ sơ để hoàn thành kế hoạch du học của chính mình. Hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước cuộc gọi 1-800-6577 hoặc truy cập vào website www.newedu.vn để được tư vấn và làm hồ sơ du học hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên like, share và đăng ký kênh YouTube Du học New Education để đón xem những thông tin cập nhật mới nhất về du học các nước. Thiên Kim xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin du học tiếp theo.